Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip uh, giới thiệu với anh em về vị sĩ quan mới ở trong bản cập nhật 4.0 vừa mới ra mắt sáng nay đấy là Steel Fighter. Trước tiên thì để nhận được tụi em sĩ quan này thì có lẽ là anh em cần phải đánh được 20 con hắc quạ level 25 trở lên thì chúng ta sẽ được ăn nóc cái sĩ quan này. Thì như anh em mà đang thấy ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái điều kiện nữa liên quan đến việc sử dụng sĩ quan này là anh em chỉ có thể sử dụng ở những cái máy chủ mà đã trải qua 182 ngày. đã mở được 182 ngày Còn trước đó là anh em sẽ không thể sử dụng sĩ quan này Thì tổng quan về sĩ quan Steel Fighter này thì Anh em sẽ thấy rằng là nó sẽ có ba cái phần thuộc tính là Tăng xích và phần tăng là dành cho chuyên về cho xe tăng xích là công thành và phần là các cái hiệu ứng về phòng thủ Rồi chúng ta sẽ cùng điểm qua về cái bộ kỹ năng của sĩ quan này Đầu tiên Cái kỹ năng đầu tiên là nó sẽ cung cấp một cái lớp rác ảo cho đơn vị xe tăng Với cái trị số là 1.500 trong 5 giây Cái thứ hai là cung cấp thêm khả năng ất tách đam cho đến 15% và kỹ năng thứ ba là tăng thêm kháng nổ kháng nổ lên đến 50% cho tất cả những đơn vị về xe tăng ví dụ xe tăng hạng nhẹ trung hạng nặng SH và diệt tăng cái kỹ năng thứ tư là tăng độ bền lên của xe tăng lên 15% và kháng đam kháng sát thương lên đến 8% và sau khi anh em unlock 4 cái kỹ năng này lên level 5 thì chúng ta sẽ có một cái bộ cường hóa hồi sinh. Trong đó nó có thêm một cái dòng tính năng đấy là đem đến cái khả năng phòng thủ cho cơ sở, cho bay, cho nhà chính của anh em à, giảm được đến 30% đam sĩ quan nhận vào từ cái việc mà đối phương công thành. Đối phương khi công nhà anh em sẽ bị giảm đi 30% đam nếu như mà có Steel Fighter đang đồn trú ở trong nhà và đồng thời cái chỉ số cái chỉ số mà anh em nhận được khi mà chúng ta cường hóa hồi sinh là 2000 trong 5 giây. Rồi mình sẽ triển khai Steel Fighter cho xe tăng hạng nặng và cùng xem nó chiến đấu như thế nào ngoài thực địa. Trên màn hình này anh em đang nhìn thấy xe tăng hạng nặng của mình chiến đấu với băng cơ level 8 và mỗi lần skill sĩ quan được lổ ra anh em sẽ nhìn thấy một cái vần màu vàng, phần khiên màu vàng được búp lên. Thì anh em có thể coi như đây là một lớp giáp ảo khi mà cái giáp này bật lên thì đạn của kẻ thù sẽ không vượt qua được cái và gây sát thương được cho xe tăng. Anh em có thể nhìn ở trong cái đoạn clip dưới đây. À, xe tăng của mình đang solo với hai binh đoàn hắc quạ. Anh em nhìn thấy khi bật đấy, khi bật giáp vàng thì nó sẽ không gây sát thương. Còn nếu như mà hết giáp vàng thì bắt đầu lại tiếp tục gây sát thương và trị số của nó là 1 500. Rồi ở đây mình có làm một cái bảng Excel thống kê và kích về các chỉ số mà các sĩ quan được triển khai cho đơn vị là xe tăng có thể được lắp lên. Thì trong đó là màu vàng ở là Steel Fighter ở đây là cái uh, chỉ số, chỉ số liên quan đến khả năng búp giáp ảo. Uh, bởi vì là uh, chỉ số khả năng búp giáp ảo lên đến 1.500 Còn phần màu đỏ uh, các sĩ quan mà có cái hàng đầu tiên có màu đỏ là liên quan đến chỉ số tấn công. Còn màu xanh là liên quan đến uh, màu xanh lá mạ này, liên quan đến chỉ số hồi máu. nhé còn riêng Guardian of Trust mình để ở đây là Sĩ quan này là sĩ quan phải mất tiền mua thì mới có thì mình bôi phần màu xanh để chúng ta dễ dàng nhìn kỹ hơn Rồi thế vì Steel Fighter của chúng ta có điều gì đặc biệt Thì anh em lưu ý là cái skill 1 của nó Khi mà chúng ta được up mắc lên nó sẽ cho chúng ta một cái lớp giáp ảo Lên đến 1.500 chỉ số là 1.500 Giờ và các sĩ quan còn lại thì chỉ có Spanner là hồi máu là 1.500 Còn lại chỉ số cao nhất là Winter Hunter với 1.350 Sau đó đến Wear Merchant là 1.300 Đấy, Còn Angel of Light thì là 500 nhưng nhân 3 lần trong 3 giây Mỗi giây chúng ta nhân 500 đó, Thì mình không không để cái con số 1.500 ở đây mà để là 500 thôi Rồi hàng thứ hai là liên quan đến chỉ số Attack Dam Thì Steel Fighter cho ông ta 5, 15% Uh, thần cáo cũng 15% và we cũng 15% mary cũng là 15% ừ. vậy là chúng ta đang có ba cái sĩ quan uh, đều cho khả năng là 15% ất tách đam khả năng kháng nổ khả năng kháng nổ này cực kỳ hiệu quả với những unit mà có nhiều đơn vị được ở bên trong một unit đó kháng nổ thì steel fighter và Percy và Angel of Light đều cho 50% kháng nổ về độ bền và độ bền thì hiện tại là Spanner cho độ bền lớn nhất là 30% độ bền sẽ tăng, sau đó đến Percy là 15%, còn lại là thần cáo và uh, Steel Fighter là 15%. À, kháng sát thương là thủ hộ sự thật với chỉ số lớn nhất là 25%, sau đó là đến uh, chiến binh Mùa Đông 15%, à, thần cáo 10%, Spanner 10%. Angel Apply ánh sáng là 15%, còn lại là sĩ quan mà đang review chỉ có 8% thôi. Ngoài ra thì nó sẽ còn có ba cái dòng các cái dòng sĩ quan khác à, dòng dòng kỹ năng khác mà chỉ có thủ hộ sự thật, thần cáo và Winter Hunter hoặc thậm chí là War Machine mới có. Ví dụ như Fire Power tăng trực tiếp vào hỏa lực là War Machine là lớn nhất là 30%, à, thần cáo có 5%, à, Winter Hunter là 15% và War Machine là, 10, là 20% cộng vào hỏa lực nhé, Pendam, Pendam boost là cái khả năng khi mà anh em bắn à, Xuyên giáp thì nó sẽ tăng uh, sát thương thì thần cáo là 40% còn thủ hộ sự thật là 4 cũng 40%, 40 luôn. Chỉ riêng hai con này có cái khả năng xuyên giáp và khi xuyên giáp thì sẽ tăng tăng đam đúng không? Và skin đam, skin đam là liên quan đến sĩ đam và sĩ quan đúng không? Là thêm 25% nữa vào trong cái chỉ số 1200 này này. Đấy, là có khả năng cộng thêm 25% đam của sĩ sĩ quan. Đúng không? thì cái sĩ quan này là sĩ quan mất tiền chúng ta mất tiền chúng ta mới có được cái dòng này ok vậy thì nhìn sơ qua vào đây chúng ta có thể thấy rằng là cái bộ skill của steel fighter này rất gọi là rất ổn theo đánh giá cá nhân của mình là rất ổn liên quan đến khả năng châu chó vậy thì cùng có một cái đánh giá tổng quan so với các kỹ năng khác so với các cái sĩ quan khác thì mình có thể thấy rằng là steel fighter là một cái tổ hợp được kết hợp bởi um, Percy và Thần Cáo Kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ ra Steel Fighter Cái, cái so sánh này nó cũng hơi bấp bênh Bởi vì nếu như Percy dùng Thần Cáo Thì chắc chắn nó sẽ hơn so với bản thân của Steel Fighter Là cái dòng này, hai cái dòng này à, Nhưng mà một sĩ quan và bằng hai sĩ quan cộng lại Thì cực kỳ là 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 ngon rồi Đúng không? Trong khi đó Percy thì chúng ta được cho free à, Còn còn Thần Cáo thì chúng ta bắt buộc Chúng ta phải lưng, mất 720 tượng để chúng ta lưng lên Tương tự như vậy thì Nếu như chúng ta bỏ 720 tượng Thì chúng ta sẽ đổi lại được là Uh, Steel Fighter hoặc là thần cáo ở trong trường hợp này. Rồi, ok. Thế thì dựa vào những cái kỹ năng uh, được cộng thêm như thế này thì Steel Fighter sẽ phù hợp với một đơn vị nào? Thì như anh em đang nhìn thấy là cái tên của sĩ quan nó đã nói lên tất cả đó là, là một cái chiến binh gọi là tường sắt và chiến binh thép, đúng không? Nó liên quan đến khả năng phòng thủ là chính. Do đó là chúng nó sẽ hợp với những cái đơn vị mà cần chịu sát thương lớn đặc biệt là ví dụ nhiều anh em có thể recommend nó vào SH chúng ta lắp sĩ quan này vào SH thì sẽ có khả năng plus dam SH lúc này nếu như chúng ta lắp Percy và Steel Fighter thì sẽ có khả năng plus dam đến lên đến 100% và độ bền lên đến 35% nếu như anh em lắp vào SH là giữa cặp là Steel Fighter và Spanner thì chúng ta sẽ có hồi máu vừa hồi máu là 1.500 hồi máu nhé. Và khả năng giáp ảo là 1.500 sau đó là độ bền lên đến 45% kháng kháng sát thương là lên đến 18% rất ổn rất ngon đó. và nếu như anh em lắp cho SH mà triển khai với thiên sứ ánh sáng thì chúng ta cũng có phần hồi máu là 1.500 đúng không sau đó là kháng nổ là 100% kháng nổ và kháng kháng đam kháng sát thương là 10, 23% và nếu như anh em mà cần có thêm thêm đam tức là chúng ta sẽ lắp triển khai vào những cái đơn vị mà xe tăng hạng trung hoặc là xe tăng hạng nặng thì chúng ta có thể cân nhắc là triển khai uh, đi kèm với thủ hộ thần à, đi kèm với thần cáo thì lúc đó chúng ta sẽ có khả năng tối ưu hóa lượng đam rất lớn. nhé Lượng đam rất lớn, anh em có thể lựa chọn thần cáo hoặc là thủ hộ sự thật. Nếu như anh em cày chay thì mình recommend thần cáo và nếu như anh em nạp tiền liên để mua thủ hộ thì lắp vào thủ hộ thì cực kỳ tuyệt vời. Ok, là vừa có công vừa có thủ Thì lúc này chúng ta sẽ có phần thủ uh, liên quan đến Steel Fighter Và phần công thì liên quan đến Gorian of Bù đắp cho nhau rất rất ổn Còn nếu như anh em là dạng giờ nông dân Chúng ta không nạp thẻ Thì chúng ta có thể chọn là thần cáo Lắp vào chúng ta có thể khả năng ất tích đam lên đến 30% Kháng nổ là 50% độ bền 30% độ bền đó Là bằng spanner rồi Sau đó là kháng sát thương là lên đến 18% Hơn rất nhiều so với số phần còn lại và hỏa lực chúng ta có thêm một chút hỏa lực và xuyên giáp nếu như anh em lắp vào xe tăng hạng trung hoặc là lắp vào những đơn vị mà xe tăng mà có khả năng xuyên giáp cao ví dụ như là diệt tăng chẳng hạn thì khả năng xuyên giáp chúng ta cũng sẽ có phần thêm phần sát thương. Ok rồi ngoài ra thì Steel fighter cũng có thể đi kèm với nguyên hunter tức là liên quan đến kỹ năng chiến binh mùa đông Đấy, liên quan đến chiến binh mùa đông thì chúng ta cũng có một chút đam rồi là một chút Hồng thủ tuy nhiên là cái cặp này thì mình không 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 khuyến khích lắm nhé yeah. thì nhìn nhìn vào cái bảng chỉ số này thì tự anh em cũng có thể lựa chọn cái cặp đi kèm cho steel fighter của mình nhớ yeah. anh cái con này rất đa năng anh em có thể triển khai lên xe tăng hạng siêu nặng là sh xe tăng hạng nặng của tất cả các phe xe tăng hạng trung hoặc là xe tăng hạng nhẹ xe tăng hạng nhẹ cũng cực kỳ tốt bởi vì nó có kháng lỗ lên năm hạng nhẹ hạng nhẹ là quá tốt độ bền tăng lên có rất nhiều và kháng sát thương cũng rất lớn thì hạng nhẹ cực kỳ tốt nhé yeah. Ok rồi có lẽ là cái clip của mình cũng đã dài Nên mình xin phép tạm dừng tại đây nếu như anh em có những câu hỏi gì liên quan đến sĩ quan này thì anh em có thể để lại ở phần comment chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm à, nếu như anh em thấy hay thì xin anh em một like share và subscribe cái channel của mình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau goodbye